chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với series game Aria Story trên channel của Nguyệt Nguyễn. Hiện tại chúng ta sẽ tiếp tục với F3 và mình sẽ đi tới phần 2 của chapter 2 Fairy Tale chuyện cổ tích. Keep reading. Lần trước mình lấy được gì rồi ta? Mình có được một cái golden key, một cái note và một cái thiệp mời. Một cái bản đồ, đã dùng rồi. Golden key. Ta sẽ đi tới cái nơi nào đó có liên quan tới phù thủy xứ Oz. Phòng bên này nha. Golden key. Oh, hello, Narato. The younger. Cô gái bước đi với lại đôi mắt đầy hy vọng á. Cuộc phiêu lưu trên con đường gạch màu vàng. Đường này giống đường đá hơn là đường gạch. Liệu cô ấy có thành công rời khỏi thế giới này, hoặc là cô ấy sẽ cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong cái thư viện tuyệt vời này chứ? Naruto, có một vài điều tôi cần nói với cậu. Tôi đã gặp một cậu bé với một mái tóc đen ngắn, không phải black hair thôi, không có ngắn. Cậu có biết cậu ta là ai không? Tất nhiên rồi, đó chắc hẳn là trí tưởng tượng của cậu thôi. Cậu chắc chắn là người duy nhất ở đây. Bây giờ thì tôi phải đi rồi. Tôi sẽ quay trở lại con đường kia một lần nữa. Where are you go? Mặc dù đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Ý gì? Ý gì đấy bạn gái? Đi vô giữa bấm Z nó mới cho mình qua cửa. Sao đang cổ tích mà lại dư dính gì tới cái con bí rợ kia thế này? Hello bí. Chính xác là con hình nộm Silver Armor, cái bộ giáp bạc. Sách. Cậu là cuốn sách về phù thủy xứ Oz. Còn cô là cô bé Aria. Tôi đang rất là trông chờ để được gặp cô. Do you also know me? Cô cũng biết tôi à? Tại sao tất cả những quyển sách ở đây đều biết tôi? Tại vì cần là nhân vật chính. Maybe everyone hope to be read by you someday. Có lẽ tất cả mọi người đều mong muốn được đọc bởi cô một ngày nào đó. Như cô biết đấy, rất nhiều cuốn sách thôi chưa bao giờ được đọc và nó đã bị lãng quên. Khi mà một cuốn sách bị lãng quên, nó sẽ bị tan biến. Someone is just about at your age. Something admirable. Những người giống như bé Aria này cho mấy cuốn sách có hy vọng là tụi nó sẽ có thể tiếp tục được tồn tại. Khi mà cuốn sách bị lãng quên, nó sẽ chết. Xin lỗi, tôi có lẽ hơi bị cảm động nhiều quá. What is the reason you your visit? Lý do của chuyến viếng thăm này là gì? Bông hoa hồng đỏ nói với tôi rằng cậu có thể giúp tôi trở lại với thế giới của mình. Tôi không biết, tôi không có đủ năng lực để hoàn thành điều ước đó. Tuy nhiên tôi có thể giúp cô bằng một cách khác. Nếu như cô có nhìn thấy cái hộp đỏ ở bên cạnh tôi không? Mở nó ra và giữ thứ ở bên trong. Nó có thể sẽ giúp ích cho cô. I wish. Tôi chúc cô may mắn trên cuộc hành trình của mình. Cái này nó dịch là cô hay là dịch là bạn nhỉ? Mình dịch có bị thô quá. Whatever, sao cơ đã? Bên có một số đồng tiền ở bên trong.
Mình sẽ dùng cái đồng tiền kia đi tới cái cuốn sách chỗ mùa đông đúng không ta? À, cái cuốn sách phía sau cái lò sưởi. Xe tiếp. Cái này xe đè chắc đâu sao rồi nhỉ? Ô, thoại lặp lại. Vậy tức là mình không nói chuyện với con này cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Con hình nhân nó, con bộ giáp kia nó đi đâu rồi? Giáp ơi, where are you? Sao không để luôn hai cái event cho rồi? Hello giáp, why are you here? Cái con kia ở đây. Kỹ năng nhớ đường ngày càng thần thánh. Con nhỉ, bye son a book first time hay son a post đó, một cái hộp đó. Lần đầu tiên tôi bán được một cái hộp, tôi bán được một hộp quạt diêm, cuốn sách vào vai cô bé bán diêm. Cảm ơn. Đúng rồi, cuốn sách với tựa đề là cô bé bán diêm, chuyện vừa buồn vừa tội. Loli và Sota là để bảo vệ chứ không phải để chết cóng trong tuyết. Sale. Giờ kiểm tra mấy thứ mình có. Mình vừa mất đi một đồng tiền, đổi lại mình lấy được một cái hộp quẹt diêm. Có cái hộp quẹt diêm này phát sáng. Nhưng mới đụng vô cái mic luôn. Cái phòng có mấy con kia trên lầu đúng không? Chỗ mấy con thỏ. Xe thêm cái nữa. Cái gì mà thấy tối tối là phải nghi. Không có đâm đầu bừa. Sử dụng một cái quạt diêm. Thực ra thì trong cái hoàn cảnh này, xài một cái đèn có khi nó còn nguy hiểm nữa. Xài nguyên một cái đèn pin có khi nó còn tiêu nữa, chứ đừng nói chỉ mà quẹt diêm. Chỉ thổi phù một cái là thôi tiêu. Soul Invasion. Chờ đã, cô không phải là một con thỏ, tại sao cô lại ở đây? Soul Invasion, cho nó xem thiệp mời. Cô nhận được thiệp mời thật là lạ. Tất cả những con thỏ trong cái truyện Alice in the Wonderland, Alice Adventure from Wonderland Book Research. À, tất cả những con thỏ trong cái câu chuyện mà Alice, cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên, đã được mời vào một bữa tiệc lớn. Và có vẻ như là nó vẫn chưa bắt đầu. Cô đang làm gì ở đây? Cô trông không giống một con thỏ. Có thể đó là một... Ồ, sách mở rồi kìa. Alice luôn đuổi theo con thỏ. Aria, tại sao chúng ta không thay đổi câu chuyện một chút? Ồ, hello. Hey, what? What, what? Tôi không biết gì cả. Tôi không biết cái gì. Ơ, cái đợt. Chạy bừa. Thấy cửa mở là chạy vào. Ê, thằng kia. Ồ, không căng như mình tưởng. Hú, cái hồn. Gọi là cậu bé trong cái thư viện lúc nãy. Thank you for saving me. Nó đang giết cưng nó cưng. Hả? Tay thằng nhóc này băng à, nó bị thương à. Tôi biết cậu là một người tốt mà. Sao chắc thế? Cậu cũng bị kẹt ở đây luôn đúng không? Tại sao chúng ta không đi cùng nhau? I don't think so. Ừ, thôi tôi sẽ đi với cậu.
Nghĩa là tao này muốn đi để tìm một cái cơ hội tốt để ra tay á. Thật ra là ngay từ lúc nãy mày để mặc nó bị giết cũng được mà. Tên của tôi là Aria Lewin. Lewin. Là thế nào thì đúng nhờ? Có chuyện gì sai à? Không có gì. Rất vui khi được gặp cậu. Rất hân hạnh được gặp cậu Lewin. Lewin. Cái tên này đọc sao thế? Nice to meet you. Cái thứ đó có thể tiếp tục di chuyển vào bất cứ lúc nào. Tớ khá là thích thỏ, các cậu có thể dừng việc biến những thứ dễ thương thành mấy thứ creepy được không? Mặc dù ban đầu nhìn con thỏ đó tớ chỉ nhớ tới Nito Assassin. Ồ, chúng ta tới giáp mới luôn kìa. Tăng ta. Chapter 3. Romance, lãng mạn. Với cái mức độ lãng mạn của game này thì nó sẽ thành cái gì trời? Ủa khoan, mình chưa kịp đọc kịp cái dòng hỏi lúc nãy. Có thể cậu đã làm rơi mất chúng khi mà cái thứ đó đuổi theo cậu. À, toàn bộ cái những gì mà mình có từ đầu tới giờ nó mất hết rồi. Hello, hello. Ồ, mấy cái cột. Mỗi cái cột là một cuốn sách. Không đọc được à? Ở đây có gì không? Từ từ vô. Đây có gì không? Cửa sổ có gì không? Không, cửa sổ không có gì hết. Bên đây cũng không có phòng. Đi lên. Rất là nhiều cuốn sách về mấy việc cuốn sách tình cảm lãng mạn trên kệ sách. Simso. Tại sao cậu lại bị lạc vào thư viện á? Tớ đã ngủ quên và khi tớ tỉnh dậy tớ đã ở đây. Con nói khá là quen thuộc. Let's keep looking. Chắc đâu đến nỗi bảo mình phải nói chuyện nhiều để tăng độ thân thiện đâu nhỉ? Hoa hồng kìa. Nó đang tự đi. Cô gái không đã không còn phải đi một mình, không còn cô độc trong thư viện một. À, nó đang nói về con bé này cuối cùng cũng đã có một bạn đồng hành. So it is true someone else in the library. Vậy chuyện này là thật à? Chuyện này là thật, có một người khác đang cùng ở trong thư viện à? Tôi phải nói là tôi khá là ngạc nhiên. Tôi đã không biết về điều này. Ta không nghĩ là cưng không biết gì về điều này. Please subscribe. Nhưng đây là một điều ngạc nhiên thú vị á. New character, nhân vật mới xuất hiện trong câu chuyện này. Lewin. You know Lewin. Tất nhiên là tôi biết, tôi là người dẫn chuyện. Tên này đang vừa mới định nói tên thật của con bé này ra đúng không? Chữ Da. My name is Naruto. My duty. My duty. Lộn. Trách nhiệm của tôi là tường thuật lại, đọc lại những gì đã xảy ra với Aria. Narate. If I consult him about it. Nếu như tôi thông báo với anh ta về điều này. Là cái gì ta? Ở đây còn một tên nào nữa à? Cái lại tiếp tục làm cái vị kỳ cục đó rồi bỏ đi. Cậu biết cô ta à? I barely know her. Cô ấy là người đầu tiên tôi gặp khi mà tôi đến cái thư viện này. Tôi chỉ biết cô ấy là một người dẫn chuyện, tường thuật lại tất cả những gì mà tôi đã làm. Arete, what you do why? Tường thuật là những gì cậu làm, tại sao chứ? Tôi ước gì tôi đã biết, tôi ước gì tôi có thể biết. See usually. Cô ấy thường hay không trả lời những câu hỏi của tôi. Trời ơi, dịch nhiều quá.
Tao đứng như một cái đài phun nước. Có chỗ sale không? Cấp thi. Quyển sách The Tree of Wisdom. Wisdom. Cuốn sách của trí tuệ à? À, đang thiếu nước á. Michael thì đang muốn mời cái cây đó uống trà. Cái đoạn đó không quan trọng gì hết, thôi bỏ qua nhé. Sao có chỗ bấm ship được, có chỗ không được vậy? Special door. Tôi sẽ cho cái những cái cánh cửa đặc biệt á, hiện tại đã đóng, nhưng mà tôi sẽ cho cô một số, tôi sẽ cho cậu một số cái hướng dẫn hoặc là lời gợi ý để cách để mở nó. Cậu muốn mở cánh cửa nào? Elite door, Sun door, Moon door. Cửa của Moon luôn tự mở được không? Cửa Elite sẽ mở khi mà mặt trời và mặt trăng gắn kết với nhau. Nó là hành hình tròn. Sun door. Cửa mặt trời sẽ mở khi mà mặt trăng biến mất. Cửa mặt trăng sẽ mở khi mà những ngôi sao xuất hiện. Hy vọng là thu âm tập này ổn nha. Cái bức tượng trông rất là đẹp. Thật ra thì tôi không thích tượng cho lắm, nó làm tôi sợ. Hello. Có chỗ sale kìa. Mona Lisa kìa. Trên Mona Lisa à, nó sẽ không nhảy ra dí mình chứ. Ồ, cửa mặt trời nè. Có cửa mặt trời thì mình lại phải đi tìm cửa mặt trăng nha. Mỗi cái nằm mỗi hướng thì cửa mặt trăng sẽ phải nằm bên này. Đúng luôn, cửa mặt trăng là bên này đúng không? Đúng không? Đây, hình tượng của mặt trăng. Thì mà là Moon thì thôi mình đi tìm mặt trăng trước nha. Ở đây có gì? Tôi luôn luôn có luôn gặp vấn đề bởi tìm những cuốn sách trên kệ sách đó. Tôi ước gì tôi có thể cao hơn. Cậu hiểu cảm giác của tôi mà phải không? Vâng, tôi hiểu. Hey, này, cậu vừa mới nói tôi lùn đúng không? Xong à, nhỏ con cũng đơ, cũng sẽ có những cái lợi. À hả, cậu sẽ tìm được những cuốn sách ở gần sàn. Ok, cũng có lý. Rồi nhỏ con lâu lâu cũng hết tuổi được lắm. Thế là mỗi chỗ có một bức tranh. Nhạc đàn ở đây hay phết nhỉ. Many romance book. Gì? Mấy cái tài xét này mình có điều không có sử dụng. Cái quyển sách được gọi là Thời trang và màu sắc. Đọc à, bạn có bao giờ nghĩ đến việc sử dụng kết hợp những cái màu complementary color in your outfit, áp dụng những cái màu sắc lên trên những cái trang phục của mình á. Cái này phần này thiên về thời trang rồi nhỉ. Về những cái màu vàng và tím, xanh đỏ với xanh lá cây, xanh dương với cam, màu tương phản á. Đúng không ta? Này màu tương phản, màu sắc bổ sung. Tương phản nhỉ. Mặc những cái bộ đồ
có sự kết hợp màu như thế trên cái trang phục sẽ làm nó trông sang, đúng không ta? May seem risky, trông nó sẽ thú vị hơn. Ôi trời, chiếc váy xinh đẹp ở trong cái lồng kính showcase. Rồi thì mặc váy nhiều lúc nó phiền. Cái gì đấy? Mày ở đây làm gì? Oh well, cái áo màu đỏ, cái đầm màu đỏ nó biến mất rồi. Hoa này hoa huệ hay là gì vậy? Vô cửa giữa thì khóa rồi. Chạy tiếp. Trong đây là gì? Lại một con phòng toàn sách là sách. Cậu đang làm gì? Những quyển sách này không xứng đáng bị phủ bởi bụi, cho nên tốn lâu chùi nó đi, phủi hết mấy cái bụi ra khỏi kệ sách. Chúng ta đang phí thời gian. Ra thì có thể có một cách giữ sách để nó không bị bụi, đó chính là bỏ nó vô trong một cái tủ, một cái thùng nào đó mà có thể đậy lại. Cũng tốt nhất nên tìm cách chống mối mọt đối với một nơi mưa nhiều như miền Nam. Violin lay in a song, cái đàn violin đang tự chơi nhẹ. Tôi cũng muốn học chơi violin nhưng mà tôi không có tay. Một cái đồng hồ nhưng mà hands, nó không có kim đồng hồ trên đây. Rồi chỗ này còn gì để làm không? Vậy thôi á. Bây giờ kêu tôi làm gì? Ở đây còn phòng. Có một cái thúng gỗ. Ồ, mình lấy cái thúng gỗ này để mình ra kia mà lấy nước. Ra cái chỗ cái đài phun nước mà lấy nước. Có rất nhiều cuốn sách lãng mạn trên này, trong đó có một cuốn là Cinderella được viết bởi Charlie Perrault. Đọc cái chỗ mà được đánh dấu lại. Khi mà chuông đồng hồ gõ tới tiếng thứ 12, những cái pháp thuật sẽ biến mất. Thế là mình cần tìm kim đồng hồ để rồi mình biến cái mình chỉnh cái đồng hồ kia tới 12 giờ thì khi pháp thuật sẽ biến mất. Là sao lên đúng không ta? Trước mắt cứ đi ra lấy nước chứ đã. Đây chắc đâu có chuyện gì là mình game over đâu hả? Gì chứ game over không có vui nha. Xeo cái. Đúng rồi, mình đang có cái thùng gỗ. Cái thúng gỗ. Mà cái cây ở đâu? Chơi mình chưa đi lên đúng không? Cây trên đó đúng không? Bên này có cây. Không có gì. Cái cửa elip đây. Oh, cái cây có trí tuệ, tức là cái cây có sách rồi. Đúng rồi, The Tree of Wisdom. Sáng sáng. Này nhìn này, nhìn này Lewin. Có những cái cuốn sách ở trên cây. Thì những cuốn sách tồn tại là nhờ cây. Ừ thì giấy làm từ cây. Và chúng ta có thể nói là những cuốn sách sinh ra từ cây. Cho nó tí nước.
có muốn ta có một cuốn sách. Thấy kiếp, ta có quyển sách màu đỏ. Màu đỏ ngược lại nó là màu gì ta? Màu xanh lá cây đúng không? Để bên kia đâu có cuốn sách nào màu xanh lá cây đâu nhỉ? Mình nghĩ là mình có cái này mình sẽ kết hợp với cái thứ nào đó màu xanh lá cây thì chắc là sách. Xèo cái. Qua đây tìm tiếp. 1441. Ác địch. Lỡ bấm hai lần. Ở trên này đi rồi. Giờ đi xuống dưới. Đi ngang chứ. Cửa khóa. Kết cấu hai bên giống nhau phết nhỉ. Rồi lát nữa ở đây có cái con nào bay ra không? Táo kìa. Nhìn cái này nhớ íp á. Có rất nhiều cuốn art book. Sách nghệ thuật. Sách tranh. Nếu như cô tới vì cái lớp bể của tôi thì cô nên trở lại sau. Painting class in library. Có một lớp dạy vẽ trong thư viện à. Đúng thế quý cô, những cái quyển sách ở đây. Phải có cái minh họa ngoài bìa á. Và cho những cái trang minh họa của họ đúng chứ. Học cách làm Lemon. Tự học cách tự làm minh họa cho mình luôn. Thế thiết kế ta sẽ không nổi. Đừng đùa. Hello tượng. Có một cái ghi chú trên cái cửa Sometime of Chuck. Nó cũng sale rồi mà. Một quyển sách với lại cái bìa màu vàng. Ồ, xà lá cây kìa. Cô có thể nói cho tôi biết cái quyển sách nào tôi nên đi cùng á. Tôi nên sánh đôi cùng quyển sách nào. I need to think about it. Tôi tặng một cuốn sách màu đỏ. Cô nghĩ cuốn sách này hợp với tôi à? À, chúc mừng tụi bay đã thành một cặp. Rồi mấy đứa có gì cho chị không? Vậy thôi á. Thiệt luôn. Phụ phàng. Làm tốt lắm Aria. Mặc dù mình không hiểu câu hồi nãy cho lắm. Ồ, chìa khóa kìa. Có thể cho một cái chìa khóa nó lung linh lấp lánh gì đó để bên ngoài rồi không biết đi lại lượm đâu cần thiết phải thả xuống đầu nó thế. Một cái chìa khóa cầu vòng. Chúng ta có cái chìa khóa cầu vòng, bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta chạy ra sale. Cầu vòng thì chắc chỉ có khi có nắng mặt trời thôi nhỉ. Thì chắc nó nằm lòng vòng trong cái phòng này. Ý. Nhìn ấm cúng phết, dễ thương phết. Vậy cho nó sáng thêm tí nữa thì nó đỡ hơn. Phòng này nãy vô rồi. Giờ lại kiểm tra có gì khác không. Hello hello hello. Có vẻ là không có gì khác hết. Cái chìa khóa cầu vòng mở được cửa bên này không? Rainbow key. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy chú lùng. Bảy chú lùng ở nơi đây rồi. Bạch tuyết đâu? Trên kia có cái gương kìa. Kiểm tra hết rồi đi kiểm tra cái gương sau. Khoan, cái hộp có gì sáng sáng. A cộng R cộng Y nhân E bằng chấm hỏi. Là sao nhờ? Nothing happened. Để cho tao biết A là gì, Y là gì, R là gì chứ. Có cái đồng hồ đằng sau hai đứa. Dễ thương quá.
Nhất là Aria. Đừng hỏi ta là thích các bé gái hơn là bé trai. Có vẻ như nó đang ngừng hoạt động, nhưng mà cái kim đồng hồ thì vẫn rất là sáng. Khác. Sẽ đi gắn lại cái trên kia. Đi qua bên kia rồi sao nhỉ? Cháy 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 cháy. Sao đây? Ơ dạ hết hồn. Trời má ơi. Lại lại tim con. Giật bắn cái người. Bác muốn gì thì cũng từ từ, đừng có hù em như thế. Trong này à? À không, không phải chỗ này. Trên này. Oh, quá cao, tôi không có đủ cao tới đó. Leo lên. À, leo lên vai tôi nào. Không cần, chỉ cần dùng cái ghế. Ồ, nó không cần mình đẩy cái ghế ra luôn, nó tự bay đâu. Để đúng hướng rồi mà đúng không? Đồng hồ giờ đã hoạt động trở lại. Rồi tất cả những cái vật dụng được phù phép nãy giờ sẽ biến thành bí như Cinderella, như trong câu chuyện Cinderella. What happened? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Xin lỗi, ta hơi phá hoại một tí. Những ngôi sao có thể nhìn thấy xuyên qua cửa sổ. Đừng có lù lù xuất hiện như thế, nhìn nó creepy vờ lờ đấy. I like to see you part here. What do you think about your stay in library? Cậu nghĩ gì về khoảng thời gian cậu ở trong thư viện này? Tại sao cậu... Cái gì ta? Cậu không tường thuật lại những gì mà chúng tôi đang làm à? Tôi... không biết rằng nếu tôi tiếp tục, tôi có nên tường thuật lại những gì xảy ra với Lewin không, cho nên tôi quyết định là không làm nữa, không làm điều đó. I was going to conceal him, okay. À, nó muốn tự đi xung quanh đọc sách thêm một chút nữa. Và đáng tiếc là tôi đã quên mất là tôi không thể đọc sách. Là một điều xấu hổ. Còn không thể đọc sách. Nhưng đừng lo, tôi và Lewin và tớ sẽ Lewin và tớ sẽ dạy cậu đọc. Chúng ta không có thời gian cho điều đó đâu. Tôi nghĩ điều này là hiểu lầm á. Tôi không cần người khác. Cậu không cần phải dạy tôi đọc sách. Tôi biết làm thế nào rồi, làm thế nào để đọc nó. Vậy tại sao cậu không đọc? Cậu không thể đọc. Tôi không thể trả lời câu hỏi này. Tôi chỉ là người dẫn chuyện. Tôi không nên nói với cậu về bản thân tôi. Và tôi không nên và bạn không nên phí thời gian với tôi. Tôi chắc là vẫn còn nhiều chuyện quan trọng hơn để làm. Bé này vẫn còn hàng tá bí ẩn chưa được giải đáp. Ây da, tê chân. Ao ao ao. Tê cái giò. Tớ lại xeo. Ồ, tới giờ xe đè lên trên con cảnh quân B. Bây giờ mình có gì nhỉ? Không, lúc này cái cửa mặt trăng mở rồi đúng không?
Bởi vì sao lên rồi là mặt trăng phải mở, cửa mặt trăng phải mở. Thiên Nga kìa. Odette, the white swan. Thiên Nga trắng. Oh, hồ Thiên Nga. Odile, Thiên Nga đen. Sao Thiên Nga đen mà nó cũng trắng nhát thế. In my ocean belly, what elegant days. Công nhận. Beautiful bên. Rồi tớ vô đây làm gì? Rồi chỉ để ghi nhớ cái thứ trong này thôi. Làm gì tiếp nhở? Mẹ. Tôi có tưởng con đó nó bị bật rồi chứ. Không ngờ nó còn sống. Cái bộ đồ. Hello bộ đồ, bạn làm gì đấy? Có cái thứ gì đó sáng sáng. Siret. Oh, Siret có. Oh, thân ơi, come on. Oh, đã rất lâu từ trước, những cặp tình nhân thường exchange with the Siret có. À, giải thích cái suy nghĩ, cái cảm nghĩ của họ bằng những cái mật mã mà chỉ có họ mới biết. Communicate freely without fear anyone discovering their feeling. À, bằng cái cách này sẽ không có họ sẽ không có sợ ai khám phá được bí mật giữa cái cặp đôi của họ, chắc vậy. See the picture. A là 25. Chờ tới. Aria đúng không? R. Ok, bây giờ mình quay lại cái chỗ kia. Mình sẽ biết được cái mật mã của nó rốt cuộc là cái vẹo gì. Sao cái bông màu đỏ rồi? What happened to the flower? Không có gì đâu, nhuộm đỏ chơi cho vui. Chắc đâu còn gì phải làm trong đây đâu nhờ. Lượng. Làm bao đừng có cái gì hụ tao nữa nha. Cấm rơi rớt đồ. Nghiêm cấm rơi rớt đồ, nghiêm cấm đập cái thứ gì đó vào mặt người chơi. Cái kia bên này đúng không? Đi thẳng qua luôn. Thôi nha, chuyến này ta không giật mình. A trừ R. Hộp đã mở. Chúng ta có một trái táo bên trong. Cái trái táo. Cái chỗ cái phòng. Cái phòng luyện vẽ. Ở đó nó thiếu cái trái táo để nó vẽ theo. Nhưng mặc dù mà thấy tụi nó vẽ muốn xong hết rồi. Hello bạn Hiền. Để lên này à. Một trái táo mới, cảm ơn cậu gì bây giờ, cô gì là bạn gì đặt một trái táo mới là nè, cảm ơn. Cái trái táo cũ bị gì rồi nên tôi không thể tìm được cái trái táo mới, cái gì mới thay vào, cho nên tôi đã tạm dừng cái lớp học lại. Cậu có thích vẽ tranh không?
sẽ cho cậu một cái gì đó để cậu có thể luyện tập á. Tôi có một cái hộp mật màu đen. Lão mật. Bây giờ chúng ta đi ra tô con thiên nga. Đoán thế. Sau khi tô xong có bị con thiên nga nó sạch không? Trên này vũ khúc hồ thiên nghe cái này có liên quan tới mặt trăng nữa. Giờ thì nó đã thành màu đen. Tôi có cái chìa khóa chạy lên lấy chìa khóa. Cái mặt trăng trên bức tranh đã biến mất. Còn một cái chìa khóa đã xuất hiện. Thôi chúng ta té. Chúng ta lại chạy qua bên kia. Còn có chìa khóa này để làm gì? Luna Key. Giờ này cái cửa kia tự mở hay là mình dùng cái Luna Key để mở cái cửa mặt trời? Sale. Cái bức tượng xanh lục á là bức tượng đẹp nhất và đó là sự thật. Lại chơi trò nói gió nói thật rồi. Orange. Cái bức tượng màu cam. Đó là tôi là người đẹp nhất. Hãy tin tôi không phải là kẻ dối trá. Cái bức tượng màu cam và bức tượng màu vàng nói sự thật. The most beautiful. Cái bức tượng đẹp nhất trong căn phòng này là bức tượng màu tím. Tím. Bức tượng màu xanh là bức tượng đẹp nhất. Xanh dương là bức tượng đẹp nhất. Màu đỏ, tôi là bức tượng đẹp nhất. Cô có thể nói cho tôi biết cái bức tượng nào là bức tượng đẹp nhất trong căn phòng này không? Và hãy cẩn thận bởi vì tất cả bọn họ đều là những kẻ dối trá. Màu đỏ nó là bản thân nó đẹp nhất. Thì có nghĩa là nó không phải là người đẹp nhất. Màu xanh lá nó là bức tượng đẹp nhất trong đây là màu tím. Tức là cũng không phải là cái đó luôn. Màu tím không phải là màu đẹp nhất. Bức tượng màu cam và bức tượng màu vàng nói sự thật. Tức là hai đứa nó láo. Bức tượng màu tím. Bức tượng xanh là bức tượng đẹp nhất. Vậy là bây giờ loại ra đỏ, tím, xanh lục không phải bức tượng đẹp nhất. Xanh lam chứ. Ôi thì là nhức đầu. Màu cam đó nó là đứa đẹp nhất. Và nó không phải là kẻ dối trá. Thì tức là mày là kẻ nói dối và mày không phải là đứa đẹp nhất. Bức tượng màu xanh lục là bức tượng đẹp nhất và đó là sự thật. Tức là xanh lục không phải, xanh lam không phải, tím không phải, đỏ không phải, cam cũng không phải nốt, là mày. Có khi nào mình nói xong rồi cái bức tượng nó bị đập ra một ngàn mảnh không ta? Cái trò này quen lắm. Tôi không làm gì hết. Tôi vô can. Mày vừa làm gì đấy? Bây giờ tôi là người đẹp nhất. Ôi lại hôn con trồn. Nó vừa mới cào nát mặt con bé. Cào nát mặt bức tượng.
Vậy có thể chơi cái gì đó mà lành tính hơn được không? Ví dụ mày muốn mày là người đẹp nhất trong căn phòng này, mày có thể dời cái bức tượng đấy ra căn phòng khác, thì lúc đó mày sẽ là người đẹp nhất trong cái căn phòng này. Ok. Solaki. Nè. Có cái gì đó trong túi. Hai cái chìa khóa này đã gắn kết lại với nhau. Có được cái chìa khóa Elif. Cái gì? Cái gì mới hiện trên kia đây? Và tao chỉ muốn nói là tao mới muốn khe ra tao lượng đi. Mà cho tao sale cái đó. Thấy cái gì lạ lạ thôi chạy bạ đi. Mở cửa, phán. Tôi có thể hỏi cậu giờ vài thứ không? Có chuyện gì xảy ra với tay cậu vậy? Nó đang được băng, nó bị thương á, cậu bị thương á. À, điều đó không quan trọng. Cho dù nó không quan trọng nhưng mà tớ vẫn muốn biết về điều đó. Tôi đoán là cậu sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi nào mà tôi chịu nói. Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết. Kể chuyện xưa à? Tiết mục kể chuyện em. Hai đứa nhỏ ngồi trong cái khung cảnh dễ thương như thế này ngồi kể chuyện cụ teo quá đi mất. Tôi có thể trông không giống nhưng tôi thực sự là một nhà văn nhỏ tuổi. Con bé thích đọc sách, gặp một nhà văn. Đừng có phấn khích như thế, tôi không phải là người nổi tiếng. Đâu cần mà là cậu có nổi tiếng hay không. Tớ ủng hộ á. Tất cả những bất kỳ một nhà văn nào, họ là những người họ tạo ra những cuốn sách tôi yêu rất nhiều. Tôi chưa bao giờ gặp một nhà văn. I'm ready not to be excited. Tôi đã nói với cậu là đừng có phấn khích quá, nó không phải là điều gì ghê gớm lắm đâu. Tự nhiên đau họng vậy ta. Đúng là không nên uống đá. Bất cứ thứ gì tôi viết cái end của nó. It wasn't the ending I was looking for. Tôi đang viết một cuốn sách và tôi không thể nghĩ là nó có một không thể nghĩ về một cái good ending. Bất cứ thứ gì mà tôi viết, nó sẽ không bao giờ có cái kết mà tôi luôn kêu tìm kiếm. I was so. Cho nên là điều đó ảnh hưởng. Nó dốc rất nhiều tâm sức cho cái cuốn sách đó, nên ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi đã bắt tay của mình làm việc quá nhiều. Kết thúc điều đó bằng việc đeo băng á. Tôi sẽ không thể viết được nữa cho đến khi mà cái tay của tôi lành lại. Vậy biết đâu cậu có thể nghĩ được tới cái good ending khi mà cậu lành trở lại, tay của cậu lành lại. Nhưng mà tôi hy vọng là cậu sẽ không làm gì cho đến khi cái tay tay của cậu lành lại. Sẽ không du suốt. Bạn không nên xem nhẹ sức khỏe của mình đó. I know I do it again. Can I ask when you start writing the book? Tôi có thể hỏi là khi nào cậu bắt đầu viết một cuốn sách không? Từ lúc mà tôi còn rất là nhỏ. Nhưng mà tôi là một đứa trẻ, không ai muốn đọc một cuốn sách do một đứa con nít viết. Tôi sẽ đọc nó. Hả? What did you say? Cậu nói gì đây? Tôi sẽ đọc cuốn sách của cậu. Tớ không nói thế bởi vì tớ muốn cậu khá hơn đâu, tớ thật tâm đấy. Nếu như cậu nói tớ sẽ chơi game của cậu. Cậu cười rồi nhé. Tôi còn nghĩ là cậu không biết cười. Đó chỉ là trí tưởng tượng của cậu thôi. Này đừng bỏ con bé đi một mình. Đừng bỏ tớ đi một mình. Đi một mình là không tốt.
Có chỗ nào cho tớ sale cái không? Chỗ đây có sale không? Sẽ tối thôi. Các bác có thể làm cái thứ gì đó nó sáng sủa hơn được không? Mặc dù tôi cũng hay làm tối nhưng mà cũng cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi. Trường mấy đoạn sale. Ok, mình sẽ dừng tập này lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau của Aria Story F4 Chapter 3 Romance. Chapter 3 Romance. Nó bắt đầu tiếng Việt tiếng Anh lẫn lộn mà. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye bye.